Vâng, ừ, xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà, một trệt, một lửng của chú anh chị có ba cái phòng ngủ ha. Ở à nhà này đường trước nhà đường 3 mét chuẩn đường thông của chú anh chị. À, cách cả năm chùa hang là tầm khoảng 500 mét thôi cô chú anh chị nha. À, thì à, đi chợ chợ, chợ bắp hay chợ hóc môn rất là gần luôn nhưng mình luôn nghe cô chú anh chị. À, thì nhà này ra đường phạm thị dây thì tầm khoảng 200m thôi à, thì đây là phía trước căn nhà của chú chị ha à, căn nhà này à, có mai phục ba cái phòng ngủ hay với cốc xe phía trước căn nhà chúng ta thấy á, thì có hai cái lớp cửa một lớp cửa nhỏ một lớp cửa chính của chú chị còn à, có sân để xe rất là thoải mái cho mình về để xe của chú chị ha à, mình bước vào bên trong thì đây là không gian không gian phía trong căn nhà cái trong căn nhà thì có phòng khách đầu tiên mà mình vô mình gặp có phòng khách của chúng chị được trang trí cũng rất là hoa văn và đẹp đẽ của chú chị nha Đó. của chú chị mình quan sát ha thì à, tường của căn nhà này là tường mình đã ốp lắc gạch cao mỗi hai có viền ha có viền chỉ rồi rất là đẹp và tường có một bức tranh trang còn trên có đằng chùm này của chú chị ha không gian rất là ok luôn nhà sạch sẽ của chú chị và bước vào bên trong thì mình gặp cái cầu thang cầu thang này thì cầu thang đây mình được mình làm mà mình là lá đá, đá hoa cương màu đen của chú chị ha à, tay viện thì bằng gỗ và cái uh, thanh trắng là được làm bằng kính cường lực của chú chị một căn uh, uh, ti ha thì nó rất là chắc chắn luôn cái này là không gian cái phòng ngủ phòng ngủ này thì mình uh, của chú chị là mình mua mà có người già cái lớn tuổi thì ở rất là tiện luôn à, mình khỏi phải lên cầu thang ở đây không gian nhà bếp của chúng chị không gian nhà bếp thì mình có cái khu vực nấu ăn nè khu vực nấu ăn này có cái tủ bếp luôn ha Đó. và cái đây là mình chỗ này mình bố trí một cái bàn ăn này của chúng chị ha. không dán hoạt động bố trí bàn ăn rất ok luôn ha Đó. phía ngoài thì mình có một cái rửa tay đây là có phần đây là cái, cái phần có xe của chú chị tầng trệt ha tất cả đều là mới của chúng chị cửa nhôm shifa ha tường dán gạch cao 12 hai mét của chúng chị Đó. Cô chú chị mình à, sẽ lên mình coi phía bên trên. À, coi bên trên của chú chị ha. Ở trên này thì mình sẽ có hai cái phòng ngủ của chú chị ạ. À. Hai phòng ngủ ha và một cái bếp C. À, cái này à, đây là cái phòng ngủ, phòng ngủ phía phía trước này cô chú chị nha, phòng ngủ phía trước. cũng khá là ok rộng rãi cho mình luôn ha, cửa cửa nhôm pha của chú chị. Trần là được làm thật cao nha cô chú chị nha. À, đây phòng ngủ phía sau, phòng ngủ phía sau, phòng ngủ không gian khá là ok cho mình luôn. À. thì à, căn nhà này có chiều ngang là ba mét rưỡi của chú anh chị, chiều dài là 15 lăm mét nghe cô chú anh chị nha. À, đây phòng đây là phòng cô, cô Vkc à, sạch sẽ. thì à, giá căn này à, chủ kêu là một tỷ bảy trăm chín mươi triệu của chú anh chị, một à, tỷ bảy trăm chín mươi triệu thương lượng à, cô chú chị nào mình cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình liên hệ số điện thoại trên màn hình à, 0898028417 cô chú chị à, theo dõi video thì cũng đừng quên nhấn like nhấn share đăng ký kênh ủng hộ cô chú chị nha à, thì pháp lý căn nhà này thì cô chú chị mình là giá thì giờ dưới 2 tỷ thì chủ yếu là nó là đầu sở hữu của chú chị ha nhà số chung ha đường trước nhà đường 3 mét đường thông cô chú chị đi ra phạm thì dây rất là gần luôn nha và wow, em xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi thông tin à, xin hẹn à, gặp lại quý cô chú anh anh chị một sản phẩm tiếp theo ạ nếu quan tâm thì liên hệ em sớm để em nhận xem nhà em xin cảm ơn và em xin chào